cái cổng chào trước mặt quý vị đó là đường vô là trung tâm huyện Bù Gia Mập đó quý vị. Hôm nay tôi sẽ đi đường từ Bù Gia Mập đi qua bên hướng Bù Đăng, ngay Minh Hưng, đi cái đường gọi là DT760. DT760 á, đúng rồi. Cảm ơn anh. Tức là từ cái cổng đó đi vô trong cái trung tâm huyện Bù Đốp nha quý vị, tìm cái đường DT760 quẹo. Còn ví dụ đi từ rừng Bù Gia Mập ra thì đi ra rồi đi. Tiếp giáp DT741 là DT760. Đây. Vậy đi chơi á, ủy ban nhân dân của Bù Gia Mập lên tí nữa có đường DT760. Là quý vị theo cái đường này, là quý vị đi ra ngay chỗ, đi ngang cái khu bảo tồn Sóc Bom Bo của huyện Bù Đăng. Cái đường này là lần đầu tiên tôi đi nha bà con. Tôi đi từ hướng bên Minh Hưng qua thì tôi mới tới chỗ Ba Chà thôi, chứ chưa đi qua hướng này. Tụi gọi đi phượt á, cứ đi một tour từ Sài Gòn, Bình Dương hoặc từ hướng Đồng Xoài chạy lên Phước Long, chạy lên rừng quốc gia Bù Gia Mập chơi. Nếu mà thích đi qua cái khu Sóc Bom Bo thì lùi lại khoảng 20 mấy cây, tức là từ rừng quốc gia Bù Gia Mập đó đi theo cái đường DT760 này. Còn không quý vị đi vậy còn cũng hấp dẫn hơn, cứ theo quốc lộ 13 đi lên Lộc Ninh, qua Bình Long, Lộc Ninh, Lộc Ninh thẳng qua Bù Đốp, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Gia Mập lên hướng Đắk Lắk luôn. Đường khá đẹp nha bà con. Điều và cao su không? Trước mặt là điều không, điều xanh um, điều bây giờ nó đang ra bông đó. Có một số nơi, có một số vùng ở cái tỉnh Bình Phước này đã ra trái rồi đó. Điều không đó bà con.
cái chỗ này chỗ trung tâm cai nghiện nha quý vị. Nè, cơ sở cai nghiện ma túy Phú Đức, đường nội bộ cơ sở cai nghiện Phú Đức. À, hành tử là làm một cái trang trại trong trống. Như vậy chắc cái cơ sở này mới, tại vì hồi xưa cái vùng Bù Gia Mập nó thuộc Phước Long, nó có cái trại cai nghiện nổi tiếng là gì, Phú Vân đúng rồi. Cái này nó thêm nữa, mới nữa sau Phú Đức nè. À, đây nữa nè, Đức Hạnh, cơ sở cai nghiện ma túy Đức Hạnh. À, vậy là ở đây. Như vậy khu này là khu cai nghiện ma túy. À, thì ra vậy, tức là cái khu mà nãy tôi nói, như cái khu mà tôi nói quý vị, như một cái trang trại đó là khu làm sản xuất, tổ chức sản xuất của mấy anh cai nghiện đó quý vị. Hồi xưa ở cái Phước Long này là nghe nói là cai nghiện Phú Vân là nổi tiếng, tất cả nghiện ở Sài Gòn đều đưa về đây. Có những người khi họ cai nghiện xong, điện lực Bù Gia Mập nằm đây luôn, nằm sâu ghê không. Có những người cai nghiện xong họ không dám về lại Sài Gòn, họ không dám về lại quê, họ ở đây họ lập gia đình, họ sinh sống luôn. Tại vì ở đây họ có một cái môi trường nó bị tách biệt ra. Còn khi họ về đó, họ thấy bạn bè họ, những con nghiện đi qua đi lại là họ chịu không nổi. Tưởng niệm xã Phú Vân. À, như vậy là đi ngang cái xã Phú Vân nha bà con. À, hiểu rồi. Như vậy đi cái đường DT760 này sẽ đi qua mấy cái khu cai nghiện luôn. Lần đầu tiên tôi mò lên tới vùng này, Phú Vân, Bù Gia Mập. Xã Phú Vân, cái xã Phú Vân đây, nghe tên Phú Vân là giới nghiện ngặt rất là rành. Những gia đình có con cái cháu bị rơi vào, có con em mà đi theo nàng tiên nâu đều biết Phú Vân, xã Phú Vân đó đây. Xứ Phú Vân địa hình cũng khá đẹp. Phú Vân quá. Đúng rồi. Ai mà cai nghiện thành công một từng ở đây, nhìn lại cái này là kỷ niệm ua về liền chứ mấy đùa đâu. Trước là gì ta? Trung tâm cai nghiện đúng quá. Ở đây là toàn là trung tâm cai nghiện không.
đúng rồi. Rồi đúng rồi, cơ sở cai nghiện ma túy Phú Vân. Rồi vậy đúng rồi quý vị, vậy là tôi đi đi cái đường DT76, đường DT760 là trùm cai nghiện như quý vị. Nãy giờ qua ba cái trung tâm cai nghiện đó. Con đường cai nghiện tôi đặt tên nó là con đường cai nghiện. Gì nãy giờ tôi luôn vô video tôi quên là cái gì Phú Mỹ hay Phú Đức chứ, rồi cái gì đó nữa, rồi Phú Văn đó quý vị, chỗ đó Phú Văn đó vậy, có khả năng rất cao là nguyên cái khu vực này nè. Điều có số này là của Phú Văn á, của những người cai nghiện, họ lao động á, tạo có một việc làm cho họ lao động á. Đi mà rớt vô cái ngày thứ bảy chủ nhật là đông lắm nha bà con, khắp nơi người ta về đó, người ta thăm nuôi con em người ta, người thân người ta. Đường này đẹp thiệt chứ, mắc rượi à. Nói chung tại vì nó mới làm sau này thành tới cái độ cây cối nó còn nhiều, cái khu này nó ít dân cư, dù người ta trồng mà trồng điều, với lại người ta trồng điều trồng cao su nó phủ. Đây là khu này nó có cái bệnh viện nè, là bệnh viện nhân ái nè, bệnh viện nhân ái là ở đó đó quý vị. Như vậy cái bệnh viện đó là để có khả năng là hình như là tôi nhớ không lầm là để chữa trị cho những người bị bệnh HIV á, tức là nó gần cái trung tâm cai nghiện mà, đúng rồi đó, bệnh viện nhân ái đó. Tức là kêu gọi từ mạnh thường quân rất nhiều. Cái tên bệnh viện là biết rồi, chăm sóc chữa trị cho những người bị HIV. Còn ở ngoài kia nó có mấy cái trung tâm, có thể ông nào nặng quá đến giai đoạn thời kỳ cuối rồi mà không có ai nhận thì đưa vô cái bệnh viện đó. Ô đi cái vùng này dữ thiệt, 3-4 cái trại cái nghiện cộng thêm một cái bệnh viện. Quý vị thấy chỗ này đẹp không? Chỗ này nó có một cái hồ nước rất là đẹp, tôi đảo một vòng cho quý vị coi nha. Ngay cái hồ thủy lợi này cũng của những người cai nghiện họ làm quá. Đó quý vị thấy không? Đúng rồi. Phía trong đó cái nhà đó đó là cái khu trung tâm cái bệnh viện đó. Hồ nước đẹp ghê không? Đúng rồi, bao xung quanh là đồi núi, muốn trốn trại nghiện cũng không được, thở cho không khí mát mẻ trong lành. Tâm tịnh. Nhưng mà coi vậy chứ cai nghiện có một vài trăm người thì mới có được người bỏ nha bà con, khó lắm, không phải đơn giản đâu. Đường khá đẹp, nhìn qua đồi núi rất là đẹp. Nó còn thuộc Bù Gia Mập không, nó qua bên Bù Đăng rồi, xã Phú Văn, Bù Gia Mập vẫn còn xã Phú Văn nha quý vị.
khu này vẫn còn xã Phú Văn. Cái mảng xanh xanh trên đó là điều với cao su không đó, tại nó ở xa đó. Đẹp ghê không? Nhiều người khi họ cai nghiện thành công rồi họ ở đây luôn nha bà con, họ quyết định luôn ở đây luôn, lập gia đình, có những người nghiện lấy chung với nhau xì ke á, họ không về nữa, họ về họ sợ cái sự, cái sức quyến rũ kinh khủng của nàng tiên nâu. Ô, dốc này dữ ta. Vô đang đường 26 nha. Ồ, vô đây đường 6 nha, dốc khá dữ. Đường này chủ quan chạy té chết luôn á. Đất đỏ mà. Chỗ này làm lại nữa là con đường rất là đẹp đây. Phong Thuốc Phước Thiện. Ừ, ở đây thấy không? Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Phật Giáo Việt Nam. Đều không có thấy không? Đang làm đường nè, đều không đâu có vậy ra bông đó. Ồ, đoạn chỗ này đẹp quá, hiểm trở. Giống mấy con đèo. Làm được. Ồ. Con dốc sâu thăm thẳm luôn. Đã chưa? Giờ đi được á, cách đây nhiều năm đâu có đi được. Tôi hỏi mấy người ngay chỗ Minh Hưng đó, nó đi không có được, khó đi lắm. Cầu có đất ơ hai. Ồ, dốc đẹp đó chứ. Đường đẹp ghê không? Nhiều hồ, tôi đi tôi thấy rất là đẹp.
từ dưới nhìn lên cao cũng đẹp, mà từ trên cao nhìn xuống dưới cũng đẹp nữa. Cái gì đây? Xã Đường 10 kính chào quý khách, có nghĩa là tới đây là đúng rồi quý vị. Cái chỗ mà nãy cái bảng mà tôi nói quý vị qua cái chỗ Đường 10 á, là cái xã Đường 10 nó thuộc huyện Bù Đăng. Tôi mới coi cái bảng này, nó thuộc huyện Bù Đăng, nó còn 7 cây nữa là tới Bâm Bo. Nhưng mà cái khu mà cái khu bảo tồn á, sóc Bâm Bo á, nó không phải là cái sóc Bâm Bo nha quý vị. Chỗ đó là người ta lấy ra một cái khu đất người ta làm bảo tồn thôi. Còn cái bốc sóc Bâm Bo là nó ở cách xa đó khoảng 4 cây số, có nghĩa là đường mình đi nè, mình sẽ gặp cái sóc Bâm Bo, cái xã của sóc Bâm Bo trước khi gặp cái khu bảo tồn sóc Bâm Bo. Hồi đó tôi không biết cái huyện Bù Đăng nó có cái xã Đường 10, nhưng mà tôi biết nó có cái lâm trường Đường 10. Ở ngoài gần quốc lộ 14, còn ở trong này là sâu trong rừng, hồi đó trong này vẫn là rừng già. Đây là cái khu trung tâm của xã Đường 10 á, đúng rồi, quá xanh nè. À, nhỏ nhỏ vậy đó. Dân cư văn hóa thôn 6. Khu đó là hết cái xã Đường 10 đâu quý vị. Cái xã này có khả năng là xã Sóc Bâm Bo. Để tôi coi coi. Đúng rồi, Bắc Bâm Bo rồi, tại Bâm Bo còn có 3 cây thôi. Là người Việt rất là nhiều quý vị, đa số người Việt không đó, người thượng. Ví dụ nhìn nhà, quý vị nhìn nhà họ biết liền à, họ vẫn còn nét của người thượng, vẫn kiểu là nhà sàn, nhà dưới đất rồi vậy đó, chứ ít có xây lắm. Khi người Việt họ sinh sống nhiều thì họ đi sâu vô đó. Một số cái nhà bên tay trái đó là nhà ván thổ lưa thưa đó, là những người sơ tiên đó, ở Sóc Bâm Bo đó. Còn quý vị thấy nhà lầu buôn bán là của người Việt không đó. Cái khu này là trung tâm của Bâm Bo các vị, chợ Bâm Bo rồi, có những quán ăn quán nhậu rồi, nhà nghỉ rồi đó. Nhưng mà cái khu bảo tồn thì nó còn ở ngoài xa này đó. Thôn 3 Bâm Bo Bù Đăng, đúng rồi, chợ Bâm Bo đây nè, khu Bâm Bo này đó, khu trung tâm ảnh có nhiều đó. Nhưng mà khu này lên khu này là kiếm người xịt tiên rồi, ở ngoài này không có đâu. Người Việt không à đó. Chợ Bâm Bo đó, chạy từ từ cho quý vị coi nè đó. Cái ngã tư nhỏ nhỏ vậy đó, đội quản lý Bâm Bo đây. Hồi xưa tiếng chài tên sóc Bâm Bo dữ dằn lắm đây. Xã Bâm Bo Bù Đăng, gì vậy ta?
hồi xưa mà. Cái thời mà cái thời trước 75 đó quý vị. Người Sĩ Tiên á, tức là người thượng ở cái vùng Sách Bambo này nè, họ đi theo mấy ông cộng sản gọi là giải phóng đó, từ mà họ dùng giải phóng đó họ mới giả lúa đồ nuôi quân đó ở trong cái vùng, ở cái vùng này nè. Rồi khi mà bộ đội Bắc Việt người ta tấn công cái Phương Long á, thì một số cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, người ta vượt cái dòng sông nhỏ, người ta băng qua bên Bù Đăng này nè, bên hướng bên Bông Bo nè. Thì bên này những người Sĩ Tiên á, họ canh sẵn rồi, họ dùng giáo mát họ lụi. Trong một số cái vườn điều ở cái vùng Bù Đăng đó vẫn còn những cái ngôi mộ đó. Khi người ta canh tác, người ta đào lên người ta thấy, rồi người ta thông báo cho tìm thân nhân, còn có tìm không, còn không thời gian lâu quá không tìm thì người ta tự cải táng, người ta chôn cất giùm luôn. Nhiều lắm, chiến tranh nhiều lắm, tức là từ cái núi Bà Rá đó quý vị, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng trên đó. Khi Phước Long thất thủ á, thì quân bộ đội phía Bắc Bắc Việt người ta đã chốt cái quốc lộ 13 rồi, giật cái cầu sông Bé nó sập rồi. Thử một số quân nhân họ tìm cách họ băng, họ vượt cái sông, cái Gà Rá, họ vượt qua cái suối. Thì ở bên này là những người mà Sĩ Tiên này, họ sử dụng những cái dụng cụ của họ đó, họ dớt thôi. Ban đêm thì giả gạo nuôi quân, còn ban ngày thì cùng với bộ đội gọi là đánh giặc. Nói vậy đó. Dốc này đẹp quá, xe này chạy à, cho nó chạy trước đi để mình mới thấy tầm nhìn. Dốc đẹp ghê mà đó. Sâu hun hút luôn. Thôi để tôi qua nó cho rồi. Nó chạy kiểu xe quá. Không được. Thêm một cái xã nữa nha quý vị, xã này là xã Bình Minh. Cái khu này nó có cái chợ gọi là chợ Ba Trà, tên rất là hay. Chỗ này là đây nè, đây là chợ Ba Trà nè quý vị. Chợ Ba Trà nè. Đi lòng lòng trọng là dọc theo là cái lòng hồ, cái hạ lưu của thủy điện Thác Mơ đổ xuống á, cái chợ Ba Trà nè. Quý vị thấy ghê không? Tới giờ vẫn chưa tới cái khu gọi là khu bảo tồn Sóc Bambo. Trong khi từ cái khu đó vô đây nó đã
tức là từ cái xã mà xã Bông Bo lúc nãy nó đã qua một cái xã Đức Liễu, bây giờ thêm một cái xã Bình Minh nữa. Như vậy là từ cái khu bảo tồn Sóc Bông Bo mà vô tới cái Sóc Bông Bo thực sự nó cả trên chục cây. Chút sắp tới là tôi chạy ra cho quý vị coi, sắp tới khu bảo tồn rồi. Thành thử nhiều người cứ lên tới cái khu bảo tồn Sóc Bông Bo cứ nghĩ rằng hồi xưa người Sư Tiên họ ở khu đó, không phải quý vị, có nhưng không phải là tập trung. Sóc Bông Bo là ở trong phía sau lưng mình nè, sau lưng tôi nè. Video rất kỹ về nó rồi. Đây. Ghê quá, xe nguy hiểm quá. Đây, khu bảo tồn đây. Ở đây quý vị. Ở đây. Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Sư Tiên Sóc Bông Bo. À. Đi thâu vô trỏng. Vô cái nhà này đi vô trong trạm cũng sâu lắm, phía sau lưng là vườn điều, rồi vô trạm mua vé, rồi người ta giới thiệu, rồi người ta đánh đờn đá đừng cho nghe hết, không có gì hết, phía sau lưng là điều. Từ đây chỉ còn khoảng mấy cây nữa thôi là nó ra giáp quốc lộ 14 ngay chợ Minh Hưng. Khu này hồi xưa nó cũng là sóc, sóc ông gì đó tôi quên mất tiêu rồi, nó là một cái sóc, nó có tên đàng hoàng. Đó là từ khu bảo tồn vô đến Sóc Bông Bo rất là xa, cả chục cây. Cầu Lắc Lắc nè, mùa này nước nó nổi đây nè, cái vùng này là vùng hạ lưu của cái thủy điện Thác Mơ nó đổ xuống nè quý vị. Rồi ở trên hướng Đắk Nông này nó cũng có cái thủy điện nữa, tức cái khu này giao nhau nguồn nước hình như giữa hai cái thủy điện á, nó chảy xuống bên, nó chảy lên nè, nghe có vậy chứ không phải chảy xuống đâu. Hồi đó tôi nhìn cái thủy điện Thác Mơ nằm bên tay phải, tôi nghĩ nó sẽ chảy xuống vậy, tại vì trên núi nó chảy xuống, mà không phải, nó chạy ngược lên vậy. Ngược lên vậy có nghĩa là nó bị chi phối nước từ một cái thủy điện ở trên Đắk Nông hoặc Đắk Lắk. Đường này nó đông là cái mùa này mùa người ta đi làm điều, làm cao su về đó quý vị. Nó cái xe đó chở củi đó, làm củi điều rồi tùm lum đó. Cách đây vài tháng thì người ta làm củi là đến cái mùa điều, cái người ta tỉa nhánh á. Những cái nhánh nào sâu đồ nó ăn đó, người ta tỉa. Tỉa là xe nó vô nó cưa, chở đi. Rồi đến đến giai đoạn có trái thì chở điều, chở cao su. Lên rẫy vậy đó. Đường này giờ đông lắm. DT 760. Minh Hưng nha bà con. Tức là từ cái chỗ chợ Ba Trà mà nãy tôi nói quý vị á, ra tới đây 14 cây. Tức là ra đây là nó giáp với quốc lộ 14 này. Đây là chợ Minh Hưng. Chợ Minh Hưng đây. Trước mặt quý vị là quốc lộ 14.
thuộc huyện Bù Đăng, quẹo bên tay trái là đi lên hướng Tây Nguyên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Buôn Ma Thuột, quẹo bên tay phải là về Đồng Xoài, hướng Sài Gòn. Bây giờ tôi đi về nhà tôi. Đây, quốc lộ 14, đầu đường có chữ DT 760, quý vị thấy không?